Quét nhà đã trở thành công việc thường xuyên và liên tục của nhiều hộ dân sống hai bên tuyến tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Cát Phước Đông như ông Hạnh. Quét liên tục, thế nhưng nhà thì chẳng bao giờ dám mở cửa lớn. Chú một ngày quét 8 lần luôn, không dám mở cửa. Đường nếu mà đường tốt thì không có bụi. Người dân cho biết, tình trạng bụi bặm này bắt đầu diễn ra từ sau mùa mưa năm ngoái. Nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ này nước mưa không rút được, lâu dần tạo thành những lớp bùn khô. Thêm vào đó, lượng xe tải lưu thông hàng ngày quá lớn, khiến con đường bị cày nát. Các phương tiện tham gia giao thông phải rất khó khăn khi lưu thông qua những đoạn đường này. Bữa cái lỗ này sâu lắm, nước nó đọng lại, mưa xuống nó đọng lại, đâu rút được, nó sâu đó, nó đâu rút được đâu. Rồi ta cứ đi sập xuống cái lỗ, ta té rồi, anh tự ra đỡ rồi, thấy vậy, anh sợ tai nạn, rồi anh mới đổ, tự đổ 2-3 xe đất đây. Lo sợ nguy hiểm, một số hộ dân đã tự thuê xe chở đất đá đổ lấp tạm. Thế nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi chỉ sau vài ngày thì đâu lại vào đấy. Nguyên nhân là vì trên tuyến đường này có hai mỏ đá đang hoạt động, cộng với một dự án điện mặt trời đang thi công, nên hàng ngày lượng xe tải lưu thông rất lớn, trong đó có rất nhiều xe quá tải. Dưới này tí xíu nó có một cái cầu 13 tấn, 13 tấn mà bây giờ toàn bộ xe container dưới xe lớn không, xe hăm mấy 30 tấn không, đi. Mà đa số là đường này là ben mà ben 4 giò không, 4 giò 3 giò không, ngày nào nó không chạy cái này đường nào chịu cho nổi. Tình trạng đường hư hỏng đã được người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền xã và trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Nhưng đã gần một năm qua, tuyến đường này vẫn chưa được sửa chữa khiến nhiều người dân rất bức xúc. Xe tụi anh, xe dịch vụ tụi anh cả đoàn vậy. Bây giờ tháng nào cũng đóng phí đường bộ hết. Đó, mà bây giờ phí đường bộ nó chảy đi đâu? Nó đường không sửa như vậy. Đây là nắng này, chứ nếu mưa lớn là nó sẽ hư hết, không thể đi được. Ở Khánh Hòa, mùa mưa đã sắp bắt đầu. Nhiều ý kiến cho rằng tuyến đường này cần phải sớm được sửa chữa và tính toán phương án thoát nước. Song song với đó, ngành chức năng cần có giải pháp xử phạt nghiêm, ngăn chặn tình trạng xe quá tải hoạt động với mật độ dày như hiện nay để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.